Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Có Em. Thì hôm nay là thì trên tinh thần ấy, là mình với anh Có Em đi làm cả ngày hôm nay rất mệt mỏi rồi đấy, thì hai anh em bảo vào được quán cà phê ngồi nghỉ ngơi một tí thì mới chợt nhớ ra là hôm nay là ngày sinh nhật của anh Khá Bảy đấy. Thì hôm trước, cái video trước của hai anh em cũng đến để thăm sức khỏe của mẹ anh Khá và bà cụ anh Khá. Thì hôm nay thì ngày sinh nhật anh Khá không ở nhà, thì hai anh em cũng đang lên lịch là làm một cái gì đấy cho nó có ý nghĩa. Cũng chả biết anh Khá ở trong kia chắc cũng rất là buồn đấy. Với cả cái thứ hai nữa là các anh em fan của anh Khá thì ở nhà thì chắc cũng rất là buồn thôi. Thì hôm nay là hai anh em mình và Có Em ấy, thì sẽ đi tí nữa, hai tí nữa hai anh em vừa quán cà phê xong đấy, thì nó hai anh em sẽ đi ra quán bán bánh sinh nhật đấy, mà cũng chẳng biết gần đây có chỗ nào bán không, tí phải đi tìm đấy. Thì hai anh em sẽ mua cái bánh sinh nhật gọi là để chúc mừng sinh nhật anh Khá đấy. Nói chung là cả ngày hôm nay là hai anh em là đi làm cũng khá là vất vả rồi. Tức là anh em quay YouTuber này thì gọi là để giải trí thôi, mà cái thứ hai nữa thì mình và anh Cò em thì là rất là quý anh Khá, là fan, là gọi chuẩn ra là fan của anh Khá đấy. Thì hôm nay hai anh em thấy là ngày sinh nhật của anh Khá thì hai anh em ấy, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 27 của anh Khá, thì hai anh em bảo rủ nhau rồi. Ừ, hôm nay idol của mình thì đang ở làm nghĩa vụ rồi, thì hai anh em mới bảo nhau là mua cái bánh, thì nói chung là cũng chúc mừng sinh nhật anh Khá thôi. Nói chung là nếu mà để nói qua bản thân của mình và anh Có Em ấy, thì là hai anh em thì quay YouTuber này để gọi là cho vui thôi, đấy là giải trí thôi. Còn nghề chính của hai anh em là làm bên tranh dán tường 3D đấy, và chuyên trang trí nội thất nhà cửa, xốp dán tường, giấy dán tường, tranh gạch, những mọi loại tranh nào anh em cũng chơi hết đấy. Đấy như là các bạn nào mà xem được cái video này mà anh em có cái nhu cầu muốn làm tranh ấy, thì liên hệ với inbox cho anh Có Em. Anh em vừa làm cả ngày quần quật này, làm mệt hết người, bây giờ vào giải trí, ngồi uống cốc cà phê. Nhưng mà đây gọi cà phê thì bác chủ quán này mang cho cái cốc gì đây, sinh tố xoài. Buồn quá, cô bảo là thôi có gì uống giúp cô, thông cảm cho cô, gửi cháu quan trọng nước nào cho ông uống. Đấy, trên tinh thần hai anh em sẽ uống hết cái công nước này, thì anh em sẽ đi mua cái bánh để gọi là chúc mừng sinh nhật cho anh Khá đấy. Thì chào mọi người nhé, thì tí nữa lát nữa thì hai anh em uống hết cốc nước này rồi xong là hai anh em sẽ đi mua bánh để mừng sinh nhật anh Khá. Sắp ra nơi rồi đấy. Cái bánh này nhìn được đấy nhỉ. Anh em hôm nay mình mua, anh em mình ấy mua đấy. Anh em bánh sinh nhật đi mua bánh để mừng sinh nhật anh Khá Bảy. Chúc mừng anh nhé. Chúc mừng anh luôn mạnh khỏe, trong kia luôn mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe để sau này trở về cải tạo tốt để được giảm án. Thì quay mấy cái bánh này ngon này. Nhiều bánh lắm anh ạ. Đây.
Bánh nó bao gồm cả đúng không chị? Cả nướng đúng không ạ? Đấy mọi người ạ, hai anh em đang đi mua bánh để mình kia anh Khá. Nhưng mà quán này không cho vào trong. Không được quay trong. Không được quay trong. Nãy vào đuổi ra ngoài. Đấy, xin chào mọi người nhé. Thì đây, hai anh em về đến chỗ ông Anh. Thì đây là bánh sinh nhật. Hôm nay đây là bánh sinh nhật, là hai anh em là mua để mừng sinh nhật anh Khá Bảy. Khá Bảy đây. Đây cái gì nhỉ? Đây là nến. Pháo phía các kiểu con đàn điểu. Đấy, mọi người thấy. Hay đây. Phang ơi. Anh em vào đây. Mở ra thì... Đấy mọi người ạ. Nói chung là cái bánh này nói chung là ăn nó không ngon đâu. Đây. Đây nha mọi người nhá. Mừng sinh nhật anh Khá Bảnh. Đúng không? Sinh nhật anh. Đúng không ạ? Đúng, đây có phải chữ mừng sinh nhật anh Khá Bảnh không em? Khá Hoàng. Đấy mọi người ạ, đây là sự bánh mừng sinh nhật anh Khá Bảnh, là chúc anh luôn mạnh khỏe. Đây, cái này bỏ đi, cái này giữ thôi cho mọi người. Cái này châm nến. Châm nến đi. Đây, đây là chỗ ông Anh mình, vừa về chỗ nhà ông Anh mình, có mấy anh em mang vào đây. Cái bánh này thật ra là cũng không muốn ăn đâu. Bởi vì là từ bé đến lớn chào được đi ăn bánh sinh nhật, tao cũng chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Bà cả rồi. Không, cắm nó hết rồi. Đưa hết ra đây. Đấy. Đưa. Ở đây, các em đây. Làm đứng anh đi. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 nha anh em nhá. Ngày đúng ngày sinh nhật của anh Khá luôn. Hôm nay là anh Khá đang ở trong ngục nhá. Lão thật đấy. Lão thật. Dám vào idol trong nhà đá. Hôm nay chắc là hơi buồn tí nhưng mà không sao. Ngày sinh nhật mà đúng không? Hơi buồn tí. Đây là fan, rất là chăm chỉ đây. Chăm chỉ để châm từ cây nến một cho anh. Vì anh là 27 tuổi. Để 27 cây. Mà châm thiếu là không đủ tuổi đâu. Không đủ tuổi lấy vợ đâu. Đây là fan Hậu đây. À fan Hoàng đây. Của anh Khá Bảnh. Đây đang châm nến cho anh em. Châm bom. Châm thuốc lào 1982 đấy. Châm xong là múa quạt luôn. Thôi em ơi, được rồi, nghe được rồi, 2, 4, 6, 7 đây. Thôi, nhiều quá, cái bánh nhiều quá. Có tí lửa ở đây. Bật lửa đâu nhỉ? À, đây là ngại chị ngại. Đi đâu? Chị Nga đâu? À, anh em ra đây ngồi chúc mừng quân đây để chúc mừng anh Khá ấy nhỉ? Xin mời anh ạ. Đây là. Ôi đây còn cái pháo to này. Nó nổi chưa? Biết châm không? À lấy cái kho Hoàng ơi. Trời, đây. Ba này. Đấy. Đấy mọi người ạ, anh em cùng chúc mừng sinh nhật anh Khá Bảnh nhá. Đây cho bên này cho. Rồi chuẩn bị hát. Ui giời, đây có con đã. Chấm xong hát. Đấy mọi người ơi. Mọi người có thấy vui không? Cháy xong rồi. Đấy. Chúc mừng happy birthday anh Khá Bảnh. Chúc mừng sinh nhật anh. Ôi, hôm nay thay mặt anh Khá mình thổi nến anh Khá, giúp anh Khá luôn nhá. Đấy. Giây phút rất là thiêng liêng. Tôi xem. Mày mang cái gì vào đây để đựng cái này đi. À đây, có túi đây rồi. Đấy mọi người ạ. Nay mẹ Khá cũng đang mong tin con.
không biết có được ăn sinh nhật không? Mẹ chết rồi. Bụng bụng. Rồi. Từ. Đáng nghe hôm nay tổ chức tại nhà khá cơ. Nhưng mà thôi đi mọi người ạ, thì là hôm nay cũng sinh nhật anh Khá, thì nói chung là anh em cũng mua cái bánh nhỏ nhỏ về thì mừng sinh nhật anh Khá, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe nhá. Chúc anh mẹ tròn con vuông. Thì thôi video của mình tạm thời là đến đây là kết thúc. Thì xin chúc ai xem được video này là có một sức khỏe gọi là để làm ăn kiếm tiền thật nhiều tiền nhá. Chào mọi người. Và mọi người xin nhớ đăng ký kênh của gói em. Đấy, để ủng hộ cho anh em có thể là phấn đấu hơn nữa để làm nhiều video để cho anh em xem nhé. Rồi, xin chào mọi người. Ăn đi, ngon không? Ui, đấy mọi người ạ. Giờ là một mình ăn cái bánh này. Cấm bỏ cái chữ ra. Đấy. Lần đầu tiên là em bánh sinh nhật. Lại ăn bánh sinh nhật cho anh Khá. Anh hôm nay gửi vào trong trại cho anh Khá thì mà thôi. Anh vừa đây cho anh em cùng thưởng thức cái quả ấy phắn thôi. Ăn đi em. Đấy mọi người, đây vẫn còn chữ mừng sinh nhật anh Khá Bảnh đây. Đấy. Ngoan quá anh nhỉ. Đấy thì thôi tạm thời là đến đến phút này thì cũng chào tạm biệt mọi người nhá. Và mong mọi người là đăng ký kênh của có em, tức là Trần Khát Chân. Để ủng hộ cho Trần Khát Chân. Tên thật của có em là Chuân. Tên họ đầy đủ là Trần Khát Chân. Đấy. Anh em nhá, mời anh em nhá. Mọi người ủng hộ kênh của có em nhá để anh em có nhớ... em lần sau có động lực để quay video nhiều để cho mọi người xem nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhá. Xin chào anh em, anh em nhớ để lại lời nhắn cho anh Khá Bảnh. Hãy chúc chào mọi người nhá. Chúc mọi người mau ra tù nhá. Ok nha. Chào anh em.